Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có một cái cục sạc của Xiaomi. Nó có công suất là 33W nhé. Thì cái cục sạc này em mua ở một cái cửa hàng nó cũng rất là quen thuộc thôi. Đây là cửa hàng này, hàng TCS này. Thì mục đích em mua ở cái cửa hàng này, mục đích là để mà tránh cái trường hợp mà hàng giả hàng nhái. Tại vì cái cửa hàng này nó cũng khá nổi tiếng và em cũng mua rất nhiều đồ ở đây rồi. Đấy, cũng không phải là PR cho cái shop này, nhưng mà em thấy là được nhiều cộng đồng đánh giá rất là tốt. Thì sao em mua cái cục sạc 33W này? Tại vì như các bác biết rồi đấy, cái con V60 này này thì nó có hỗ trợ đến 25W. Thì nhưng mà những cái cục sạc của LG ấy, thì gần đây mới có là những cái cục sạc mà hỗ trợ là 27W, 25W. Nhưng mà hiện tại em không có cái củ đây ở đây. Và cái củ đấy nó lại cũng dùng cái cổng C ấy, nó không phải cùng dùng cổng A như thế này. Giờ đến là em cũng không không dùng cái củ đấy được để mà có thể test được cái dòng thực tế bằng cái USB test này. Cho nên em cố tình em mua một cái sạc mà nó có cổng A để mà anh test được xem là cái dòng nó bao nhiêu. Đấy. Và cũng thử xem là cái LG nhà mình ấy, nó dùng củ sạc khác với hãng LG thì nó có ổn không. Đấy. Thì đây là cái củ 30W. Còn cái thông số nó thì em mở luôn ra xem trực tiếp trên cái củ xem nó thế nào, không cần phải xem trên hộp. Đây, đây là củ đây các bạn. Cái củ này nó khá là nặng tay các bạn, chân thì vẫn là chân tròn thôi. Ở đây là ít hướng dẫn sử dụng, bỏ qua đi. Đây cũng là hướng dẫn sử dụng luôn, bỏ qua luôn đi. Như thế này còn cọng cáp nữa các bạn. Đây. Không còn gì ạ. Không không phải là cọng cáp, cái này chỉ nó chỉ thế thôi. Có nghĩa là chỉ có cục sạc không nha các bác. Và một mớ hướng dẫn sử dụng thôi. Đấy thì đây. Để em xem cái thông số nằm ở đâu. Ở đây. Đây các bác. Các bác sẽ có thể thấy được cái thông số nó nằm ở đây. Không biết các bác có nhìn thấy không? Đây đây đây. Đây. Thì cái dòng ra của nó cổng A thì nó có một cái ra đó là 5V 3A 15W và một cái nữa là 9V 3A 27W. Đấy thì em chỉ cần cái đấy thôi. 9V 3A là nhân 9327 rồi, có nghĩa là 27W rồi, là ok rồi. Đấy thì bây giờ cái cổng này thì nó lại có hai cái cổng, một là C, hai là A nhé. Thì cái A này nó vẫn có cái cho ra công suất 27W thì thừa sức đối với con LG V60 nhà mình nhé. LG V60 nhà mình thì chỉ hỗ trợ là 25W thôi. Thì bây giờ em sẽ thử test thử nó với một cái cổng, với một cái củ sạc nhanh mà anh em hay dùng ấy. Thì đây, đây là củ sạc nhanh anh em hay dùng. Và cái LG nó chỉ có hỗ trợ đến là 9V và 1,8A thôi. Thì nó mới chỉ được gần, nó chỉ được 17W thôi, tầm đấy thôi. Cho nên là anh em rất là hay than thở về việc mà LG nhà mình nó sạc chậm. Đấy thì em sẽ thử test nó với hai củ này nhé. Thì cái củ này là củ hàng hàng ngon đấy nhé, không phải hàng hàng lởm đâu, cho nên là em vẫn đang dùng củ này để sạc mà nó nát bét thế này thôi, nhưng mà sạc tốt lắm các bạn. Thì đây em sẽ cắm điện vào, đầu tiên là em sẽ cắm điện với và em test với cái cổng này xem là, các bác chờ tí nhá để em kiếm cái dây. Thì đây em sẽ sử dụng với một cái dây, đây là cái dây tự ngắt của Beyers nhé. Thì cái dây này em dùng bao năm nay rồi, dùng rất nhiều năm nay rồi, cho nên là em nghĩ là nó cũng là một cái dây mà ổn định tốt. Thì cứ vệ sinh cho nó phát cho nó chắc ăn. Đó. Vệ sinh phát cho chắc ăn, cả cổng sạc của V60 cũng thế, vệ sinh phát cho chắc ăn. Thì cái các bác mà bị sạc chậm ấy, hay là sạc nó lâu ấy, thì các bác cũng trước tiên cũng nên kiểm tra cái tất cả những cái cổng kết nối này nhá. Ví dụ như cái chui sạc này, cái đầu cắm sạc này, và tất cả, nói chung là tất cả những cái liên quan đến tiếp xúc. Đấy. Rồi ok, dùng một cái dây này thôi. Sẽ cắm vào đây. Đấy, bật điện lên. Đây, em để như này cho các bác xem được là cái dòng nó đang bao nhiêu. Ôi trời, thôi khó để các bạn. Và chờ một chút. Đấy, rồi ok. Thế đây. Tắt cái điện này đi cho nó bớt sáng. Nó đang là báo là 4 4,9V
chưa có ampere nào, thì em sẽ cắm nó với vào cái điện thoại này. Thì cái điện thoại V60 của em hiện tại là cái mức pin của nó này đang là 9% nhé, đang 9%. Thì khi mà cái mức pin nó càng thấp ấy, thì nó phải cần cái dòng sạc càng cao. Tại vì khi mà lên đến khoảng 70% trở lên ấy, bắt đầu cái dòng nó sẽ giảm dần đi. Nói chung là cứ bần xâm lên thì cái dòng sẽ càng giảm đi. Thì em cố tình dùng cái con V60 này cho nó pin nó thấp đi. Đấy. Rồi, thì đây sẽ cắm vào. Đó. Đấy thì ok các bác, nó có báo là sạc nhanh luôn nha các bác. Đây này. Tắt cái này để cho các bác xem này. Đấy, đang sạc pin nhanh luôn nhá. Đấy, và hiện tại là cái số vôn của nó vẫn đang là 4,9 V. Giờ đã hơi lòng hoàng các bạn. Giờ hơi lòng hoàng. Đấy thì bây giờ các bác chờ một chút. Chờ một chút nó sẽ lên được khoảng 9 V. Đấy các bác chờ chút. Hiện tại thì em vẫn đang bật là cái on-way delay này, thì em cũng chưa biết là nó đấy, nó lên 9 V rồi đấy. À 9 9,2 V rồi đấy. À, ok. Đấy thì bây giờ 9,2 V và nó chỉ có dòng là khoảng 0,8 thôi. Đấy 0,8 thôi. Để em thử tắt cái on-way delay này xem là nó có lên nữa không nhé. Tắt thử xem. Đấy. Hiển thị này. Tắt luôn cái này. Rồi, ok các bác, tắt luôn cả on-way delay rồi. Đấy. Đấy, ok các bác, thì hiện tại là cái như thế này này, thì nó đang mới chỉ có 9 V và tầm khoảng 0,8 đến 0,7 A thôi. Nó cũng rất là chậm. Đấy và sẽ em sẽ thử là đổi cái cục sạc này sang đây nhá. Sẽ tắt điện đi đã. Rồi. Có nghĩa là với cái cục sạc nhanh mà mình hay dùng ấy, là cục sạc chỉ có 18 W thôi ấy, thì nó chỉ có thế thôi. Thì bây giờ sẽ thử với cái củ Xiaomi này xem thế nào. Rồi, đây cắm củ Xiaomi rồi nha các bác. Bật điện lên. Đó. Đây, vẫn đang sạc nhé. Và xem nó có báo sạc nhanh không. Ồ. Hỏng rồi các bạn. Hỏng rồi. Hiện tại là cái củ Xiaomi này nó lại không có sạc nhanh các bạn. Thế biết đâu chứ. Đây các bác. Nó không có sạc nhanh. Đây. Nó chỉ báo là đang sạc thôi. Các bạn thấy không? Nó chỉ đang báo là đang sạc thôi. Nhưng mà các bác nhìn thấy này. Cái dòng điện của nó, à bên cái điện áp của nó cho ra vẫn là tầm 7 7 7 V này, 7 đến 8 V này, 7,6 7. Đấy. Đây các bác nhìn thấy không? Và cái dòng của nó cho ra ấy, cũng là khoảng tầm 1 A. Đấy, mở màn hình lên xem nào. Mở màn hình lên thì nó vẫn thế thôi. Đấy thì còn có một cái nữa là các bác bảo là khi mà tắt cái màn hình đi ấy, nghĩa là tắt máy mà sạc ấy, tắt máy mà sạc thì nó mới là nhanh hơn. Nhưng mà em nghĩ là thế này này, khi mà các bác dùng điện thoại ấy, thì các bác cũng ít khi các bác tắt máy rồi các bác sạc đâu, các bác toàn là đang dùng thì các bác tắt thôi, chứ làm gì có ai mà tự nhiên đi đi tắt màn hình rồi sạc máy đâu. Cho nên là em sẽ không cần phải test cái đấy. Đương nhiên là khi mà tắt màn hình đi, nghĩa là khi tắt điện thoại đi thì các bác sẽ sạc nó nhanh hơn là cái chắc, đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà em sẽ test trong cái điều kiện hoạt động bình thường thôi nhé, hoạt động bình thường của người dùng hay dùng thôi. Đấy thì bây giờ nhé, cái clip này sẽ phải 2 3 ngày mất các bạn. Thì bây giờ là cái củ Xiaomi này nó vẫn lên được cái 7 phẩy gần 8 V và 1 A, thì em sẽ test thực tế xem là từng củ này nó sẽ sạc trong thời gian bao lâu nhé. Đấy. Thực ra thì cái đèn này này, các bác nhìn thấy cái đèn của cái dây này này, khi mà nó báo cái xanh xanh thẫm này, xanh dương này thì nó nghĩa là đang sạc nhanh đấy nhá. Còn khi mà báo báo ở mức đỏ, ở cái đỏ thôi thì chỉ là sạc chậm bình thường. Còn xanh lá thì là đầy. Đấy thì như thế này vẫn là đang sạc nhanh đấy. Nhưng mà chỉ là cái biểu tượng pin ở trên cái LG ấy, nó lại không báo là đang sạc nhanh. Đây thì chắc là nó không tương thích giữa thiết bị thôi. Thì thôi ok, cái chuyện đấy không không quan trọng, nhưng mà em sẽ test thử thực tế xem là thời gian thực tế mà để sạc đầy được cái
cục pin của V60 sẽ trong thời gian bao lâu nhé. Rồi, thì trước tiên là em sẽ tắt ra đi đã. Và sẽ không không dùng cái củ test này nữa. Và bây giờ em sẽ test thực tế luôn. Test thực tế luôn là dùng trước tiên là dùng với trước tiên là cái củ anh em hay dùng này nhé. Anh em hay dùng cái củ LG mà có cái công suất là tầm khoảng dưới 18W thôi. Đấy thì em sẽ để đây. Ok các bác, để đây. Và sẽ bấm giờ xem thế nào nhé các bác. Ok, và ở cái test này em sẽ tắt cái wifi đi nha các bác, tắt wifi cũng em tắt cái lối mạng này nhé, để mà không ai có thể là nhắn tin hay cái gì để mà nó làm ảnh hưởng đến việc sạc pin. Thì cái này em chỉ có test là để sim thôi nhé, để sim đấy. Ui hơi lòng hoảng, nó chờ tí, chờ chút các bạn. Rồi ok đấy, thì sẽ đáp xong rồi các bác. Thế bây giờ là em sẽ thử bấm giờ nó xem, bây giờ nó là 11% nhé, pin của em đang là 11%. Em sẽ thử test nó trong cái thời gian là đây, em có cái đồng hồ test đây. Đây ra một chút đây các bác. Rồi ok các bác, thì em sẽ bật điện nhé, bật bật cái thời gian, bật cái sạc cho cái này. Rồi ok, đang sạc rồi các bác. Và bây giờ sẽ là bấm giờ xem nó trong thời gian bao lâu thì nó sẽ đầy đến 100% nhé. Và tiếp theo là sẽ test với củ sạc này nữa, thì clip nó sẽ phải cắt xén rất nhiều. Rồi ok các bác chờ nhé. Rồi ok các bác, thì bây giờ đã được là hơn 3 giờ rồi, 3 giờ 8 phút rồi mà cái điện thoại của em giờ nó mới lên được có 99%, có nghĩa là từ 10 đến 11 rồi đấy, nó lên được 99%, nó mất phải đến hơn 3 tiếng đấy các bạn thấy không. Với cái tốc độ sạc như này thì nó đúng thật là rất là lâu. Thì đây mới là 99% thôi nhá, em chờ đúng đến 100% xem nó mất bao lâu nữa nhá. Rồi thì đây các bác, cái điện thoại LG V60 của em đã lên 100% pin rồi. Thì hiện tại bây giờ là mất 3 giờ 13 phút, thì có nghĩa là để mà sạc với cái cục sạc này, đây là cục sạc nha các bác, đây các bác, với cái cục sạc đây này các bác chờ tí đó, với cái cục sạc mà các thương gia hay bán cho các bác ấy, bán máy mà sẽ kèm theo cái cục sạc này ấy, nó hiện tại là cục sạc phổ biến của LG, nó chỉ khoảng tầm chưa đến 18W thôi. Thì với con V60 này phải tầm mất khoảng hơn 3 tiếng, 3 tiếng mười mấy phút thì mới sạc đầy được. Đấy cho nên là cái cục sạc này sẽ rất là lâu nhé. Thì sau đây em sẽ test tiếp cái cục sạc 33W xem nó thế nào, hy vọng là nó sẽ cải thiện cái tốc độ sạc đi. Rồi ok các bác, thì hôm nay em sẽ tiếp tục test cái củ sạc có công suất là 33W của Xiaomi nhé. Thì em đang cắm ở đây rồi. Thì hôm nay em sẽ sử dụng cái cổng A nhé. Đây cổng A này. Thì như hôm trước ấy, em test cái cổng A này thì nó không có sạc nhanh. Nhưng mà vẫn cứ thử xem là sạc thực tế thì nó như thế nào nhé. Tại vì như cái đèn báo ở cái dây này nó vẫn có là sạc nhanh. Thì không biết là cái thời gian sạc cụ thể nó là bao nhiêu. Thì bây giờ cái điện thoại của em ấy, pin nó vẫn đang là 11% nhé, y chang như hôm qua nhé. Điều kiện sạc cũng y chang như hôm qua luôn, là em cũng tắt tất cả các kết nối wifi rồi và tắt cả on-way display rồi. Đấy, các bác nhìn này, tất cả on-way display rồi. Đấy và em sẽ để sạc xem là nó có thời gian là bao nhiêu. Đấy nhá. Bấm luôn sạc này. Rồi để đây. Rồi ok, thì chúng ta tiếp tục chờ đợi. Rồi ok các bác. Thì em vừa kiểm tra đây. Thì cái con V60 của em ấy nó đã lên được 99% rồi. Đấy các bác thấy đây này. Thì hiện tại bây giờ cái đồng hồ ấy nó đang đếm được là 2 giờ 24 phút, thì có nghĩa là khi em dùng cái cục sạc 33W này này và cũng cùng một cái dây đấy nhá, cùng một cái dây này thôi. Thì hôm qua ấy là dùng củ sạc LG thì nó mất những hơn 3 giờ nó mới lên được 99. Còn hôm nay thì mất có gần
gần 2 tiếng rưỡi thôi đã lên được rồi. Thì thấy là củ 33W này nó cải tiến hơn một chút. Đấy. Và em sẽ chờ hẳn đến 100% xem cụ thể là bao nhiêu nhé. Rồi thì đây các bác, bây giờ cái pin của em nó đã lên 100% rồi. Và cái thời gian để lên được 100% ấy nó là 2 tiếng 28 phút, thì coi như là 2 tiếng rưỡi nhé. Thì đây, với cái củ sạc 33W của Xiaomi này và cùng một cái dây hôm qua thôi thì nó mất 2 tiếng rưỡi để đầy được cục pin này. Nhưng mà cái này là em đang dùng của cái đầu A này nhá. Thì tới đây em sẽ thử với đầu C này xem thế nào nhé. Rồi ok. Rồi ok các bác, thì hôm qua ấy, em đã test thử cái cục sạc Xiaomi 33W này với cái cổng A. Cái cổng A này cũng có công suất là 27W nhưng mà phải sau đến 2 tiếng rưỡi nó mới sạc đầy từ 11% lên đến 100%. Thì hôm nay em tiếp tục test cái cổng C này xem là nó có cải thiện thêm nữa không nhé. Thì cầm tiếp thôi. Thì cái dây mà em dùng để sạc ấy nó cũng là cái dây Bayer nhé, cũng là dây Bayer rất là xịn luôn. Đây, cũng là một cái dây Bayer rất là xịn luôn các bác. Mở đây. Đó. Và hai đầu đều là C cả. Đó. Em sẽ thử test luôn. Cắm vào đây. Và nói thêm ý, là cái dây bớt này là cái dây mà nó phun kim loại nhé. Thì các bác nếu mà dùng cổng C nào mà các bác để ý thì có những cái dây C mà nó ở trong lõi trong này này, nó có thể là cứ chân đồng để cách chân đồng ra, hoặc là nó có nghĩa là nó không phải là phun một dãy những cái hàng mà tiếp xúc bằng kim loại mà đầy đủ ấy. Thì cái này là phun cả nhé. Có những cái dây ấy thì nó không phun, nhưng mà thường thường những cái dây không phun thì các bác coi là nó không ngon hơn, nhưng mà em nghĩ là nó cũng vẫn là ngon thôi. Nhưng mà đây là cái dây này phun luôn nha các bác, mấy các bác nhìn thấy không, nhưng mà đây là phun rồi. Cắm vào thì đây, cái điện thoại của em hôm nay cũng đang là 11% nha các bác. Đấy, và em cũng sẽ tắt hết tất cả các kết nối wifi, chỉ để mỗi cái sim thôi. Đấy, và cũng tắt cả đa nhiệm luôn. Rồi ok, sẽ cắm vào. Các nhìn đây này. Thì khi mà cắm vào cái cổng C này thì cái con V số 10 của em ấy nó lại báo là có sạc nhanh nhá. Đó, thì nếu như mà có sạc nhanh như thế này em nghĩ là nó sẽ có vẻ là sẽ đầy nhanh hơn. Như đây nó báo này 1 giờ 30 phút, nhưng mà cái nó báo như này là không 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 chính xác nên các bác, nó báo cho vui thôi. Cứ phải test thực tế xem thế nào nhé. Rồi, bấm giờ đang không quên. Rồi, ok các bác. Rồi các bác chờ chút nhé, chờ xem bao lâu thì đầy. Rồi các bác, thì đã được khoảng 1 tiếng 34 phút rồi. Và cái điện thoại của em ấy nó cũng đã lên được 99% rồi nhé. Đấy, thì là lúc nãy ấy, điện thoại em nó báo là khoảng 1 tiếng rưỡi là đầy ấy, thì nó cũng khá là chính xác các bạn. Thế bây giờ là nó bảo là còn 2 phút nữa thì đầy. Thì ok. Bây giờ là em sẽ chờ tiếp đến 2 phút nữa xem thế nào nhé. Rồi ok các bác, thì 2 phút đã trôi qua, 3 phút rồi. Đấy, thì đây, cái điện thoại em ấy nó đã lên được 100% rồi các bác. Đó, vậy thì có nghĩa là khi mà sử dụng cái củ sạc 33W này này, và với cái cổng C này ấy, đấy, và cổng C này thì nó đã sạc được 100% từ 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 11% nhé, nên 100% chỉ trong vòng tầm 1 tiếng rưỡi thôi. Đây các bác thấy này, 1 tiếng 37 phút 36 phút đấy. Thì như vậy nó đã cải thiện được rất là nhiều so với cái củ sạc đây, so với cái củ sạc mà anh em thương gia hay bán cho các bác đi kèm ấy. Nó vẫn là củ sạc ngon đấy, nhưng mà cái tốc độ sạc của nó cho ra rất là chậm. Cho nên các bác chú ý nhé, nếu như mà bên LG ấy, là những con như kiểu là Wing này, Velvet này và con V60 ấy, thì các bác nên sử dụng cái củ sạc nào đó nó có cái công suất là từ 25W trở lên nhé. Thì nó, tại vì mấy con đấy nó có hỗ trợ mà, thì nó mới cho cái thời lượng sạc pin rất là nhanh. Thì đấy, như bác em cũng test cho bác biết rồi đấy, với củ sạc 33W này thì sạc đầy cái cục pin 5000 của con V60 từ 11 lên 100 chỉ trong vòng khoảng tiếng rưỡi thôi. Còn cái củ này ấy, nó sạc những khoảng hơn 3 tiếng đấy, cho nên các bác chú ý nhé. Đương nhiên ấy, em cũng cần phải nói thêm là
Thứ nhất là cái củ sạc của Quốc Bác ấy, nó phải là củ sạc chuẩn đấy nhé, nó phải là chính hãng hàng zin thì nó mới là chính xác nhé. Và cái dây ấy, cái dây dẫn của các bác ấy, cái dây dẫn của các bác ấy thì các bác chú ý nhé, cũng phải mua cái loại tốt chứ không phải mua mấy cái loại 30-40 nghìn mà mua ở ngoài cái tiệm vỉa hè đâu nhé, thì nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ không thể nào mà ngon được. Các bác nên mua một cái dây chính hãng nào đó, ví dụ của Beyers này, của Anker này, hoặc dùng cái dây chính hãng của LG cũng được, hoặc của chính hãng của Samsung cũng được, thì nó mới cho cái thời gian sạc nhanh được nhé. Và tiếp nữa là cũng phải, các bác cũng phải chắc chắn là cái lỗ sạc của các bác ấy, các cổng tiếp xúc của các bác, chỗ này tiếp xúc này, chỗ này này, chỗ này nó phải thật là sạch sẽ và nó không bị lỏng lẻo ấy. Thì đấy, cái con V60 này thì có cái lỗi là nó khá là lỏng cái chân sạc ấy, nhưng mà như con của em thì em thấy nó rất là chặt đấy, dùng rất là sướng đấy, nó gần như không lỏng lẻo thế nào đấy. Cho nên là vừa rồi em đã test cho các bác biết được là cái củ sạc Xiaomi 33W này nó có tác dụng gì đối với cái, con V60 không ấy. Thì ok, nó đã phát huy tác dụng rất là tốt, sạc đầy củ này chỉ trong vòng khoảng tiếng rưỡi thôi. Cho nên nếu các bác nào muốn sạc nhanh ấy, thì với những con Velvet, Wing và V60 thì các bác nên mua củ sạc trên trên 25W là được, từ 25W lên là được. Và nhớ là dùng cái cổng C nhé, dùng cổng C thì nó mới nhanh hơn, còn dùng cổng A ấy, thì nó vẫn chậm hơn. Đấy, các bác vừa thấy chậm hơn cả 1 tiếng luôn. Cho nên các bác chú ý nhé, dùng cổng C nó mới là hỗ trợ sạc nhanh nó chuẩn nhất. Rồi, ok, chào các bác, chúc các bác vui vẻ.